Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. MV Tiền Tỷ của Võ Hạ Trâm bất ngờ bay màu khỏi YouTube, phía nữ ca sĩ nói gì? Người hâm mộ Võ Hạ Trâm vô cùng hoang mang khi MV Về Với Em không truy cập được. Mới đây, nhiều người hâm mộ của Võ Hạ Trâm đã vô cùng hoang mang khi MV Về Với Em của nữ ca sĩ bất ngờ biến mất khỏi YouTube vì lý do bản quyền. Khi truy cập vào đường link MV Về Với Em sẽ nhận được thông báo MV không có sẵn tại quốc gia của bạn. Southstar đã liên hệ với phía ca sĩ Võ Hạ Trâm và nhận được chia sẻ về vấn đề này. Cụ thể, phía nữ ca sĩ cho biết đây chỉ là sự cố quét bản quyền nhầm của đơn vị phân phối. Hiện tại MV đã trở về bình thường trên kênh YouTube của Võ Hạ Trâm. Sau khi phát hành MV Về Với Em, Võ Hạ Trâm đã bội thu loạt thành tích cực kỳ ấn tượng. Đây được xem là những quả ngọt vô cùng xứng đáng mà nữ ca sĩ nhận được khi trở lại với một sản phẩm chất lượng, chỉnh chu cả chất lẫn lượng. Những thành tích mà Về Với Em đã và đang ghi nhận chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Võ Hạ Trâm trong suốt những năm qua. Hơn 16 năm làm nghề, nữ ca sĩ luôn dành hết tâm sức để đem đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất trong khả năng của bản thân. Ở lần trở lại này, được sự tiếp sức của ông xã về cả tài chính lẫn tinh thần, cùng với sự tổng lực của cả ekip và tất cả sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè cũng như khán giả, Võ Hạ Trâm đã chính thức gặt hái thành công rực rỡ. Ngay khoảnh khắc nhận được tin Về Với Em đạt top 1 YouTube Việt Nam, Võ Hạ Trâm bật khóc, hoàn toàn vỡ òa trong cảm xúc. Những điều như là lọt top trending, triệu view được sự đón nhận nồng nhiệt của đa số khán giả đại chúng là những điều mà Trâm chưa bao giờ mơ đến. Ngay từ khi bắt đầu dự án, Trâm chỉ nhắn nhủ với ekip là chúng mình làm hết tâm hết sức với mục tiêu chính là tạo nên một sản phẩm thật chất lượng gửi đến khán giả. Nhưng không ngờ là khi bài hát ra mắt, mọi người ủng hộ thật nhiệt tình, top trending tăng liên tục. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác lót dép hóng MV leo top. Trâm cảm thấy rất vui, đã và thực sự xúc động, giống như mình đang nếm trái ngọt của tất cả sự nỗ lực của mình và ekip trong dự án này, cũng như trong suốt hành trình 16 năm làm nghề của Trâm. Thật sự mà nói, hơn 16 năm qua, đây là lần đầu tiên Tâm trải qua cảm giác hạnh phúc khi bài hát của mình có sức lan tỏa, được đón nhận nhiều như vậy. Mình rất biết ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình trong suốt sự nghiệp và đặc biệt là ở Về Với Em. Về Với Em dự kiến sẽ còn công phá mạnh mẽ hơn trên các nền tảng trong những ngày sắp tới. Đây chắc chắn là một trong những sản phẩm âm nhạc Việt Nam chất lượng nhất được phát hành trong nửa đầu năm 2023. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.